Trung Quốc đã xóa bỏ sự kỳ thị với hình xăm như thế nào? Nhiều người đang thể hiện sự ngưỡng mộ BTS, kể cả các nghệ sĩ xăm hình chuyên nghiệp mà không phải là ARMY. Mới đây, kênh YouTube IO đã mời Andy, người sáng tạo nội dung về hình xăm trên YouTube, và Taichi, đại diện của Godotattoo, chia sẻ suy nghĩ của họ về K-pop và hình xăm. Trong những bình luận của cư dân mạng đã gửi, một người hâm mộ đã tiết lộ rằng cô đã bị ảnh hưởng như thế nào bởi Trung Quốc của BTS. Tôi luôn nghĩ rằng mình là người bảo thủ, nhưng khi tôi nhìn thấy những hình xăm của Trung Quốc thể hiện niềm tin của cậu ấy từ thời thơ ấu và chính bản thân mình, ý tưởng của tôi về hình xăm đã thay đổi rất nhiều, bình luận của cư dân mạng. Các nghệ sĩ đồng ý rằng Trung Quốc có những thiết kế bắt mắt. Hình xăm của Trung Quốc là một hình xăm đen nhưng có một màu trong đó là điểm nhấn, cảm giác khốc liệt nên rất ấn tượng. Đối với bàn tay của Trung Quốc, mỗi hình xăm đều mang một ý nghĩa khác nhau, Taichi nói. Ngoài việc đẹp mắt, những hình xăm của Trung Quốc còn có ý nghĩa. Trung Quốc đã chọn một phông chữ cho hình xăm ARMY, trong đó chữ A cũng có thể được đọc là V, và anh đã thêm một chữ J trên đó. Những chữ cái này đại diện cho tên viết tắt của mỗi thành viên của BTS và là một sự tôn vinh fandom của nhóm. Sau khi khen ngợi phong cách của Trung Quốc, các nghệ sĩ xăm hình đã chia sẻ họ biết ơn Trung Quốc như thế nào. Trung Quốc tự tin có những hình xăm của mình, qua đó anh đã tạo ảnh hưởng đến người hâm mộ và họ chấp nhận nghệ thuật này ở nhiều nơi. Bằng cách thể hiện rằng mình có hình xăm, Trung Quốc đã phá vỡ những quan niệm xấu về hình xăm, Andy nói. Chỉ cần được là chính mình, Trung Quốc đã góp phần xóa bỏ sự kỳ thị gangster Hàn Quốc đằng sau những hình xăm. Andy kết thúc bằng một lời nhắn nhủ ngọt ngào đầy biết ơn. Cảm ơn, Trung Quốc.